Henderson. John Stones. Kevin Phillips. Lại đấy. Một pha con người xuất sắc. Julian Brand. Ashley Cole đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Các cầu thủ đang chạy lên để tham gia vào pha tấn công này. Và ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Chắc chắn là cầu thủ nhận định. Leon Goretzka. Đang có mặt ở trên sân để tham gia pha tấn công. John Stones đang đưa bóng về phía trước. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Ivan Perisic. Một pha bóng tuyệt vời. Dàn xếp tận bóng từ bên phía cánh trái hoàn hảo và bàn thắng đã được ghi. Đó là một tình huống dứt điểm đẹp mắt và bàn thắng đã tới. Tỷ số hiện đang là 1-0. Một cú sút, pha ghi bàn vô cùng quan trọng và thắng giúp đội bóng vượt đỉnh tỷ số. Pha lập công thực sự đẹp mắt, một pha dứt điểm tinh tế của Steven Gerrard. Trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Julian Brand. Kylian Mbappe. Đó chính xác là một cú sút. Đó là tình huống dứt điểm tốt. Thủ môn đã bắt gọn trái bóng. Joshua Kimmich đang đưa bóng và chuẩn bị pha phạt góc này. Lucas Hernandez. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Liên tục di chuyển và họ luôn có nhiều phương án chuyền bóng cho nhau. Họ cố gắng thực hiện quá nhiều đường chuyền và rồi nó đã bị đối thủ đoạt lấy bóng. Mason Mount. Anh ấy đã viên vị, trọng tài đã kêu còi rất nhanh. Cancelo. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường chuyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Jordan Henderson. Ibize. Đó là tình huống phòng ngự tốt để giành lại quyền kiểm soát bóng sau tình huống để mất bóng. Một tình huống dứt điểm, một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Đó là tình huống mất bóng trong vòng cấm rất nguy hiểm và ngăn chặn cú sút. Wayne Rooney. Một tình huống dứt điểm, đó là pha cản phá xuất sắc. Và chính xác là một tình huống phạt góc. Tình huống phân bóng lên cho thủ môn. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Cú sút đơn giản và thủ môn đã không gặp khó khăn để ngăn cản. Pavel Nedved. Leon Goretzka. Anh ấy đã đuổi theo để giành lại quả bóng vừa rồi trong chân đối thủ. Mason Mount. Đội đang ở vị trí trống trải, anh ấy nên thực hiện một pha tạt bóng ngay bây giờ. Julian Brand.
Leon Goretzka. Liệu trọng tài sẽ rút ra thẻ phạt cho cầu thủ này hay không? Julian Brandt. 45 phút đầu tiên của chúng ta cũng chưa đón hiệp thi đấu thứ hai mạng nhãn hấp dẫn vào thời điểm này. Joshua Kimmich. Kimmich. Julian Brandt. Lucas Hernandez. Pavel Nedved. Đội bóng vừa có một pha cản phá xuất sắc. Joshua Kimmich đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Julian Brandt. Bên trong đang trống trải, cơ hội để thực hiện pha tạt bóng. Số 21. John Stones. Bóng đá thuộc về chân của đối thủ. Hernandez. Wayne Rooney. Anh ấy đã truy cản vô cùng kịp thời để giành lại quyền kiểm soát bóng. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Một đường chuyền tốt. Phản xạ của thủ môn và bóng đi trên con giáp rồi. Đó là tình huống phòng ngự quá hời hợt của hậu vệ. Anh ấy đã thi đấu thiếu tập trung và để mất bóng nguy hiểm. Steven Gerrard. Wayne Rooney. Một tình huống tấn công nhanh, cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Đó là tình huống vị, cơ hội đã trôi qua, anh ấy đã thoát xuống có phần hơi sớm. Osaka. Vâng, đó là một pha đánh chặn ngay. Pha về lết vết. Đó là pha đưa bóng tốt trước sự áp sát của hậu vệ. Cuối trận rồi mà tỷ số vẫn đang là kết quả hòa. Có lẽ đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đó là pha phản công. Thời gian còn lại là 9 phút. Họ đang dẫn trước vào thời điểm cuối trận với sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Bukayo Saka. Đó là đường chuyền bóng thiếu chính xác. Thủ môn đã cản phá tốt, không có gì nguy hiểm. Anh ấy đã thấy khoảng trống ở biên, đường chuyền ra hai cánh. Frank Lampard.
Một pha tạt bóng. IBC đang đưa bóng về phía trước. Họ đã được hưởng một quả phạt góc. Đây liệu có phải là tình huống để đội bóng vượt mình tỷ số hay không? Frank Lampard chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Liệu bàn thắng có đến trong tình huống phạt góc này hay không? Khi mà cả thủ môn cũng đã dâng lên. Thủ môn đã đấm bóng ra ngoài, cơ hội đã trôi qua. Một pha cản phá tốt của thủ môn, anh ấy đã đấm bóng ra ngoài.